Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho anh em, đó là em CBR1000 2R. Đây em nói nha. Thì xe này á chỉ có 600 cây thôi, mà cái cũ ngon á thì hàng xóm mới lụm hết trơn rồi anh em. Thằng em mình là nó qua là nó chốt luôn, tính quay cho anh em chốt. Thì tính nó quay đăng cho anh em bán 425 á, mà anh em nó qua chốt luôn. Thôi bây giờ lỡ rồi cũng quay luôn, hôm qua đã nói quay rồi. Thì con này đăng ký lần đầu là 30 tháng 11 2022, một chủ đập thùng nha anh em. Đó, 600 cây. Chủ xe này là một cán bộ cấp cao. Đó, nói vậy cho anh em biết mà mình không giới thiệu nhiều. Đây, quay ở đây cái đồng hồ 600 cây. Thì 600 cây thì nó thiếu cái thùng thôi anh em. 645 cây số. Đó, nhìn không? Xe này rất là VIP luôn. Bản kỷ niệm 25 năm. Đây, quay cái kỷ niệm nè. Và ở chiếc xe này là zin từng con ốc luôn, chưa có tháo bất kỳ cái gì ra luôn anh em. Chưa tháo bất kỳ cái gì ra luôn, là nó xe zin là từ lúc mua tới giờ đó anh em. Và để mua con xe này cũng khá là hiếm ha, phải gọi là siêu phẩm, cực kỳ siêu phẩm. Thì đối với dòng CBR này, sẵn tiện mình review cho anh em luôn á, là thứ nhất là nó đẹp, nó nhẹ, nó gọn, nó tiết kiệm nhiên liệu, dễ bảo hành, dễ bảo dưỡng. Nói chung so với cái dàn phân khối lớn á, ZX10R1 BMW thì con này là lành tính nhất. Nếu mà anh em muốn chọn một chiếc xe chơi lâu dài thì anh em sẽ chọn nó. Anh em muốn một chiếc xe bốc chạy như con ngựa thì anh em chọn R1. Anh em muốn một chiếc xe nhiều công nghệ thì anh em chọn BMW. Còn anh em muốn một chiếc xe mà nó mang sự đẳng cấp, mang sự sửa nhiều tiền thì anh em chọn Ducati. Đó, mỗi xe. Còn nếu mà muốn sự ổn định thì anh em chọn CBR1000R. Con này khẳng định anh em nó có thể chơi tới 10 năm chưa hư. Đó là cái điểm đặc biệt của Honda, nó rất là ổn định. Và xe này mình bán rồi chứ mình không phải là ca ngợi gì đâu anh em. Phải như mình bán, mình chưa bán thì mình ca ngợi. Để anh em mua cái này là mình nói những cái sự thật, những cái sự thật về cái dòng xe này. Rồi ok, thì nói chiều cao. Chiều cao nó sát rồi một tí. Em bình vô thôi. Vô bên xuống à, ngồi thử vô. Em có thể quay lia rồi cho anh em coi bô zin, đồ zin xe rồi hết. Xe nó đẹp cỡ nào. Đúng rồi. Bên xuống nè. Rồi, đây là anh Bình Gold có phải không? Đây, đây là em Bình. À, Bình là 1m60 mấy? 1m6 đúng rồi. Ừ, 1m6, sẽ ngồi thử xe cho anh em ha. Leo lên thử xe. Thử đàng hoàng, đừng có để cái thế chó đái cục đèn nha em. Ok, được không? Ok. Nhấn hai chân. Chốt cọc. Chốt cọc không? Khỏi mua Civic nữa. Rồi, nghề mới mua Civic chứ. À, bằng lá ô tô. 1m6 nha anh em, anh em có thể hình dung. Thì vẫn có chạy được, nhưng mà mình sẽ hơi nhón chút xíu. Mà đẹp không? Đẹp đúng không? Chốt cọc. Rồi ok. Khá là chuyên nghiệp. Bình này là chạy R1. R1 M11 hả? Đó thì con xe khá là đẹp. Thì xong con này thì mình sẽ lên cho anh em nói cây bô. Giờ bữa lên bô mình sẽ quay clip cho anh em. Thì thằng em mình nó thằng em này thì em bà con anh em ở gần đây luôn, ở sát bên đây luôn. Thì nó đã mua con này rồi. Mà mua nói là mua vẫn sẽ để đây chân luôn. Cái con xe này khẳng định anh em mua trưng bày là rất là đẳng cấp luôn ha. Tại vì cái chất xe nó là chẳng khác nào xe đập thùng, mà tiết kiệm được khoảng đâu đó là 180 mấy 190 triệu, tầm tiền đó, rất là tiết kiệm luôn. Thì thôi cho em nghe tiếng bô zin, mình cũng chả biết giải thích gì nữa cho anh em nữa. Thì ở trên cái con này á anh em, nó cũng có cái trợ lực điện giống như cái bản 600RR đó. Đây, trợ lực điện giống như cái bản 600RR đây. Đó. Và thì con này mình cũng không biết giải thích cho anh em như thế nào nữa. Thì
nó quá đẹp và quá tuyệt vời ha. Như anh em biết bên mình xăng xe thì toàn là những cái siêu phẩm mà. Đó. Thì ở con này mình khuyên anh em, ví dụ anh em mà thích một cái sự ổn định, không có quá mạnh mẽ, thì anh em chọn CBR 1000 thì 1000 cũng quá trời rồi. Còn anh em mà muốn mà cá tính, muốn giữ dằn nữa thì sẽ chọn bên Đức hoặc là R1, thì những con đó thì giá nó sẽ cao hơn, giá nó sẽ cao hơn nhiều, nó cao hơn 100-200 gì đó. Còn con này thì quá hợp lý, với lại nó cũng ngầu, nó đẹp. Với lại Honda rất là ổn định anh em. Nếu mà anh em mê Honda thì đi con này rất là ổn định. Thì công nghệ của nó thì cũng có một số công nghệ trên xe phân khối lớn thôi, như ABS, rồi các cái mode chạy, các cái mode chạy, rồi traction control, hệ thống kiểm soát lực kéo nè, giữa hai bánh xe nè, nó để cho mình khỏi, thứ nhất là không có bốc đầu, thứ hai là nó sẽ không có trơn trượt, không có trơn trượt, không có quẩy đuôi cá đó nè, nó hình dung vậy. Thì những công nghệ này là khá đầy đủ, nhưng mà nó vẫn thua bên Đức một số cái, thua bên Đức một số cái công nghệ. Nhưng mà ở Việt Nam mình là theo mình thấy những cái này là đủ rồi, giống như trên con bên Đức rồi, nó có hệ thống sửa ấm tay lái rồi, cái đó đâu cần thiết, với lại giữ ga rồi đâu cần thiết đâu nè, cái đó mình cũng không có cần thiết ở Việt Nam lắm. Ở Việt Nam là chơi con này là cũng rất là ok rồi. Thì thôi giờ chạy một vòng cho anh em ngắm xe, ok anh em. Lâu rồi mấy anh em mình mới được dịp đi dạo phố. Quay dơ. Xe mới thì rất là đẹp, nhưng mà về phải độ thêm cây mô. Quẹo qua phải, vòng lại trái vắng, quẹo qua phải. Rất là đẹp, Honda là mãi mãi đẹp. Vòng lại. Quay thẳng đây, tắt đây rồi được rồi, ok. Giờ quay thẳng. Rồi, em muốn quay luôn hả? Rồi, đưa quay qua đây. Anh ra review. Ở những con này á, anh em mà có chiều cao 1m7 đi rất là thoải mái anh em. Tay chân nó rất là thoải mái. Và so với R1 bên Đức Ducati á, thì cái con này dễ thuần hơn. Nó rất là dễ thuần. Con này mấy anh em mà mới chơi bộ môn phân khối lớn thì chơi cũng rất là đã. Và nếu mà muốn quyết định sử dụng nó để đi lâu dài 10 năm, 20 năm thì cũng rất là ok. Thì anh em biết rồi đó, những cái con mà 600RR á, hiện tại 2008 tới nay là 15 năm mà vẫn chạy Vivu, thì con này mà anh em giữ thì anh em chơi tới mười mấy năm nữa vẫn là bình thường. Nó không có nhiều công nghệ, nó không có nhiều công nghệ như bên Đức với Ducati, thì nó cũng sẽ ít hư hơn.
Rồi ok, đối với những anh em mà chiều cao tầm 1m7 thôi thì chống chân rất là thoải mái, đi nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng vừa đủ thôi. Nói chung là ok, nói chung là tuyệt vời. Còn anh em mà 1m6 thì nó sẽ hơi nhón một chút xíu anh em ha, hơi nhón một chút xíu đó. Thì chỉ vậy thôi, con này cũng rất là đơn giản, nó cũng có gì đặc biệt đâu anh em. Anh em mà chơi thì cứ dứt thôi, thích thì cứ dứt thôi. Ok anh em ha.